tình yêu thương người thân cận, gương sáng của đức tin trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta nghe nói nhiều đến lòng bác ái, tình yêu thương người xung quanh, nhưng đôi khi lại hiểu sai hay vô tình lướt qua ý nghĩa thật sự của tình yêu đó. Hôm nay, chúng ta hãy dừng lại và chiêm nghiệm sâu hơn lời mời gọi của Chúa Giê-xu khi Ngài kêu gọi chúng ta yêu thương người thân cận như chính mình. Đây không chỉ là một câu nói hay một điều răn đơn thuần mà là một lời mời gọi thực hành đức tin, để tình yêu đó trở thành ngọn đèn soi sáng cho mỗi hành động và mỗi mối quan hệ trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu đưa ra lời dạy về việc yêu thương người thân cận, Ngài không chỉ nói về một tình cảm thoáng qua hay sự chia sẻ vật chất. Tình yêu thương ở đây bao hàm sự hy sinh, lòng tha thứ và lòng kiên nhẫn. Chúa dạy chúng ta yêu thương không chỉ với người quen biết hay người mà ta dễ dàng yêu mến, mà còn là với cả những người khó chịu, những người làm ta tổn thương hay thậm chí là kẻ thù của ta. Nhìn vào tấm gương của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rõ điều này. Ngài đã yêu thương từng người, từ những người nghèo khổ, bệnh tật đến những người tội lỗi và bị xã hội ruồng bỏ. Ngài không phân biệt địa vị, hoàn cảnh hay tính cách. Chính tình yêu này của Chúa Giê-xu là gương sáng cho chúng ta trong việc thực hành tình yêu với mọi người. Đức tin không chỉ là việc đi lễ, cầu nguyện hay làm việc thiện nguyện một cách hình thức. Đức tin thật sự phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Khi chúng ta yêu thương người thân cận, chúng ta không chỉ thể hiện đức tin mà còn làm cho đức tin đó trở nên sống động, chân thực trong đời sống hàng ngày. Trong thư của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta đọc thấy lời nhắc nhở: đức tin không có việc làm là đức tin chết, GK 2:26. Vì vậy, yêu thương người thân cận là cách chúng ta làm cho đức tin của mình trở nên hữu hình. Khi yêu thương thật lòng, chúng ta không chỉ làm hài lòng Thiên Chúa mà còn trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ngài giữa thế gian. Tình yêu thương người thân cận còn mang ý nghĩa xây dựng cộng đồng. Một cộng đoàn tràn đầy yêu thương là một cộng đoàn sống động, gắn kết và mạnh mẽ. Nếu mỗi người chúng ta đều dành thời gian để lắng nghe, giúp đỡ và sẻ chia với nhau, thì cộng đoàn của chúng ta sẽ trở nên một mái nhà thật sự. Đây là nơi mọi người đều cảm thấy an tâm, tin cậy và được bảo vệ. Chúng ta có thể nhìn vào các thánh tích của hội thánh công giáo, từ các thánh tử đạo đến những vị thánh bác ái như mẹ Teresa Calcutta. Họ đã dành cả cuộc đời mình để yêu thương, phục vụ người nghèo khó, người bệnh tật và những người thiếu thốn. Chính nhờ tình yêu thương người thân cận mà họ đã trở thành chứng nhân của Chúa, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và là gương sáng cho cộng đoàn. Tình yêu thương. Người thân cận không cần phải được thể hiện qua những hành động vĩ đại. Thay vào đó, những cử chỉ nhỏ bé và chân thành hàng ngày cũng đã đủ để thể hiện tình yêu thương ấy. Đôi khi, chỉ cần một lời hỏi thăm, một cái ôm, một nụ cười hay một ánh mắt cảm thông cũng đã làm ấm lòng người khác. Trong gia đình, tình yêu thương người thân cận có thể là việc lắng nghe, kiên nhẫn với những người thân. Với bạn bè, đó là sự sẵn lòng giúp đỡ trong những lúc họ khó khăn. Với cộng đoàn, đó là sự tham gia, dấn thân vào các hoạt động từ thiện và phục vụ người nghèo. Và với xã hội, đó là lòng bao dung, tha thứ cho những người làm ta tổn thương, để tình yêu thương thực sự lan tỏa, xóa tan mọi hận thù và đau khổ. Ngày nay, khi xã hội trở nên hiện đại và phát triển, con người dễ trở nên vô cảm và thiếu sự kết nối. Mạng xã hội, công nghệ và cuộc sống hối hả khiến chúng ta dễ dàng lướt qua nhau mà không thực sự quan tâm đến người khác. Tình yêu thương người thân cận giúp chúng ta chống lại xu hướng sống xa cách và ích kỷ, mời gọi chúng ta bước ra khỏi chính mình để chia sẻ và cảm thông với người khác. Lời kêu gọi yêu thương người thân cận của Chúa Giê-xu cũng là lời nhắc nhở để chúng ta không để cuộc sống làm mờ đi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Đừng để những cám dỗ của cuộc sống làm cho chúng ta trở nên lãnh đạm, xa cách với người khác. Hãy luôn nhớ rằng, khi yêu thương, chúng ta cũng được Chúa yêu thương, và tình yêu đó làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Yêu thương người thân cận như chính mình không chỉ giúp chúng ta thể hiện đức tin mà còn mở ra con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn. Tình yêu thương là ngôn ngữ phổ quát mà mọi người đều hiểu được. Bất kể người đó là ai, xuất thân từ đâu, hay tôn giáo nào, tình yêu thương đích thực vẫn chạm đến trái tim họ. Trong mỗi hành động yêu thương, chúng ta trở nên một hình ảnh sống động của Chúa giữa thế gian, một ánh sáng giữa đêm tối, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ người khác khi họ yếu đuối. Hãy nhìn vào gương mẫu của Chúa Giê-xu. Ngài không phân biệt đối xử với ai, Ngài đã chữa lành, tha thứ và chăm sóc những người cùng khổ, người bị loại trừ và cả những người tội lỗi.
Chính vì tình yêu vô điều kiện này mà Chúa đã gắn bó cuộc đời mình với những người xung quanh, để lại cho chúng ta một bài học quý báu: hãy yêu thương người khác như chính mình, bởi họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi không chỉ nói về tình yêu mà còn thực sự sống với nó. Một nụ cười, một lời động viên, một sự giúp đỡ khi người khác cần, hay một cái ôm ấm áp, đó đều là những hành động tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao của tình yêu. Chúng ta không cần phải làm những điều phi thường để thể hiện tình yêu. Những hành động nhỏ nhặt nhưng chân thành mới chính là nền tảng xây dựng cộng đồng yêu thương. Từ đó chúng ta có thể tạo nên một thế giới mà ở đó đức tin không chỉ là lý thuyết mà là đời sống thực tiễn. Hãy để lời mời gọi yêu thương người thân cận trở thành kim chỉ nam trong mọi quyết định và hành động của chúng ta. Để từ đó, khi thế gian nhìn vào, họ sẽ thấy ánh sáng của Chúa qua mỗi hành động nhỏ bé mà chúng ta dành cho người khác. Đó là sứ mệnh của chúng ta, là ý nghĩa của đức tin Kitô giáo, yêu thương trong từng lời nói, từng hành động, để thế giới nhận ra rằng tình yêu Chúa vẫn luôn hiện diện, và mỗi người chúng ta là một phần của tình yêu đó.